Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn làm rắn bằng tay. Đây, con thứ nhất. Đây, thứ nhất. Đây, các bạn làm này nhá, hình chéo này nhá. Xong cho hai cái tay này sang đây. Đấy. Rồi các bạn cho hai ngón này xong rồi. Đấy. Xong các bạn đấy. Đấy. Cần rắn đấy. Hoặc là các bạn làm rắn thế này à. Các bạn làm này. Đấy. 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 Xong các bạn làm này. Đấy. Xong các bạn làm này. Đấy. Xong rồi cho hai ngón ở đằng sau à. Lên đây à. Đấy. Lên cho hai ngón lên đây à. Đấy. Xong rồi cho hai cái này à. Đấy. Hai cái này. Đấy. Cho xuống đây. Đấy, xong cho hai cái ngón út ra đây. Đấy, thành con rắn. Các bạn nếu biết làm trong một trong hai con rắn kia thì một con rắn nữa các bạn không biết làm thì các bạn có thể làm như này. Bỏ hai cái mắt ra xong cháo đổi hai cái mắt lại. Đấy. Bước này dễ lắm. Rồi. Bỏ hai cái mắt ra nhá. Xong rồi. Bỏ hai cái mắt ra nhá. Xong bỏ hai mắt ra kiểu như đang là như này, đổi sang như này. Đấy, thế là một con rắn khác đúng không? Rồi đấy đúng không? Đây có một con rắn nữa cực là dễ, nó có thể tách đôi ra ghép lại được đấy. Rồi các bạn cho hai tay ở đây, cho sang đây, rồi một ngón thứ nhất, hai ngón này đè bẹp vào ngón út nhá. Đây tiếp tục bên này cũng thế nhá. Rồi xong rồi để hai này à. Cho vào đây đấy, cho ra đây, bên này cũng thế đấy. Đấy, đúng không? Đây. Mình sẽ ghép cho các bạn xem. Đấy. Đây, bắt đầu như thế này. Đấy, một con rắn sang hai con rắn. Đấy, con rắn này không còn lưỡi nhá. Dạy các bạn từ đầu. Đây. Đầu tiên. Đấy, con rắn này mình tự chế đấy. Vậy ấn ngón sang dây xong hai cái ngón này chui xuống, rồi cho cái đầu tay này ra đây. Tiếp tục như bên thế nhá, mình sẽ vào cho gần đây đấy. Rồi đấy, chỉ cần làm hai con thế này là đấy, thế là xong. Chứ không phải con rắn này đâu nhá. Con rắn này không phải con rắn nhá. Đấy, bây giờ các bạn đã biết là con rắn chưa? Biết rồi đúng không? Còn nếu biết rồi thì bye bye.